chùa luôn, khỏi like luôn, like làm gì cho thầy không được like nào luôn, ghét chịu. Chuyên gia xem chùa đã tới rồi đây mọi người ơi, hả? Mình xem chùa là quen rồi. Ê, hình như là cái thằng này chuyên gia xem chùa trên kênh của mình nè, nó không bao giờ like chứ. Ê, dám xem chùa hả? Đứng lại, mau đứng lại, trời ơi, mình xem chùa quay đi, trời đất ơi, đứng lại, đứng lại. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, chia sẻ cho thầy đi. Rồi nè, vô nè, vô nè, 1, 2, 3, vô nè. 2, 6, số 3 cho anh em nha. Ê, ê, tụi nó làm gì trời? Trời đất ơi, đây là tác hại của việc cho nó chơi TikTok quá 180 phút nè, bây giờ nó giật 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 nè. Ê, gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Ông hay gu gai hả? Đáng đời ông hay gu gai à, đáng đời. Là ông Tèo hả? Ông Tèo ngon, ông xuống xe đây, ông Tèo, ông xuống đây. Liêu liêu, không có vụ đó đâu, còn lâu mới xuống, ông ở đó đi, tôi về đây, tạm biệt ông. Ông hay gu gai xuống nhỏ. Ê, ông ngon, ông chạy luôn đi nha, được rồi, tôi sẽ cho ông biết tay ông Tèo. Đúng như vậy. Hay quá thầy ơi, thầy đúng là hảo hán. Ngày hôm nay tại đây, tại vị trí này, tôi tuyên bố tôi là người phong lao đỉnh cao nhất thế giới. Và hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho ông coi nè, ông Tèo. Hey cha, hey cha, hey cha, tiền chiêu. Trời hay quá, dữ vậy, dữ vậy. Quá, trời ơi, hay quá trời quá đất luôn á, bạn có thể chỉ cho tôi mạnh mẽ được không? Hồi đó giờ tôi đã nghi ngờ ông rồi, nên bây giờ tôi mới biết ông không có mạnh mẽ như thầy Henry Cry. Nhưng mà thôi được, tôi sẽ chỉ cho ông phóng lao để ông được mạnh mẽ. Để mai mốt có gặp thầy Henry Cry đừng bỏ chạy. Mạnh mẽ. Rồi bây giờ hôm nay giờ nhiệm vụ của chúng ta là vô đây tròn chú Tèo đúng không thầy? Tròn cái gì mà tròn, thầy đang định trả thù ngọt ngào á. Tại vì chú Tèo chạy ngang cán bãi xít văng vô mặt thầy. Bây giờ thầy vô đây thầy cay lắm rồi đó. Đúng rồi, hôm nay tôi sẽ cho chú Tèo đi từ đau khổ này tới đau khổ khác luôn. Tại vì dám chạy xe văng xít vô người tôi. Người ta có câu là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đúng không thầy? Thầy quay trở về nhà đi, 10 năm sau quay trở lại. Trời ơi, đại dịch như vậy 10 năm sau mới còn sống không nữa mà quay trở lại. Thôi bây giờ làm liền cho nóng luôn nè. Nếu mà bây giờ có chuyện gì xảy ra với chú Tèo thì chú Tèo biết ngay là thầy làm á thầy. Tại vì có mình thầy đang cai chú Tèo cái vụ đó thôi. Nếu mà thầy làm cái là ổng biết thầy làm liền. Ổng sẽ nói là thầy đang cai cứu nên kiếm chuyện với ổng. Nó, ông sẽ cười, chứ ông sẽ không đau khổ. Vậy bây giờ em nói thử coi thầy phải làm gì tiếp theo đây Mai Xuân Đen. Dạ, thầy có nghe câu là mượn gió bẻ măng không? Có, thầy có nghe câu đó. Khoan khoan, thầy có nghe câu là ăn quả nhớ kẻ trồng cây không? Có luôn, rồi rồi sao Jimmy? Dạ rồi thôi, chứ làm sao em thấy câu đó hay hay rồi em nói cho thầy nghe thôi, chứ em đâu biết gì đâu. Ủa gì, lâu lắm vậy đi chứ. Ok. Rồi hồi nãy em nói cái câu mượn gió bẻ măng là sao Mai Xuân Đen, nói cho thầy biết coi. Dạ cũng rất là đơn giản, là thầy bây giờ thầy kiếm chuyện gì đó, thầy làm cho chú Tèo, ông tròn cô giáo Thảo, sau đó cô giáo Thảo sẽ đập chú Tèo. Thế là mình đã mượn gió bẻ măng rồi đó thầy. Được, hào hán, hào hán. Đôi khi tròn nhìn cô, xem nhung nhan đó bây giờ ra sao. Trời ơi, ghê quá. Bức tường đã vô tình ngăn cách tình yêu của thầy Herocry và cô giáo Thảo. Nhưng không vì vậy mà có thể chia cách được tình cảm của hai người. Một tháng thầy có thể tới nhà cô mấy lần để thăm cô. Thầy tới nhà cô nhiều hơn tới trường. Mà thầy nói thầy không thích cô. Thầy mình thiệt là lương lẹo. Nữa rồi đó, mấy đứa bớt xàm đi nha. Bây giờ tôi đang cay ông Tèo nha. Mấy đứa đừng nói gì nữa nha. Cay tôi nhờ. Vô nhà cô mà không tròn cô là một điều rất là đáng buồn và tiếc nuối đó thầy. Em sẽ tròn cô. Hay quá chú My ơi, hay quá, 10 điểm chú My ơi. Chạy 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 ch
sắp tới Noel nè mấy đứa ơi, để thầy mở tivi lên đón một xíu không khí Noel nha. Ba, trời ơi, thôi nghỉ luôn rồi mấy đứa ơi, thôi khỏi luôn rồi, khỏi đón Noel mấy đứa ơi. Trời đất ơi, mở lên lần nào cũng thấy thằng Super Idol này hết trơn á, trời á. Thôi, trở lại công việc chính của chúng ta đi. Hồi nãy em mới thấy cái hũ gì bên đây nè thầy. Đây em lượm cho thầy coi nè. Để em đọc tên thế rồi. Vaseline. Ủa, kem dưỡng da. Trời, thầy bây giờ thầy xài kem dưỡng da nữa hả? Bây giờ thầy chỉ có xài kem dưỡng da thôi chứ dưỡng da gì nữa. Trời đất ơi, mấy đứa tào lao quá. Rồi, tập trung đi. Giờ cái hũ Vaseline này bây giờ không lẽ đợi cô ngủ rồi sức lên mặt bà nhắc ma chú Tèo hả? Em nghĩ là nó còn một cái ý nghĩa sâu xa gì hơn á thầy ơi, chứ không phải là sức lên mặt đâu. Tại vì cái mặt cô bình thường nó thấy ghê rồi, sức lên nó cũng vậy à. Đó, có cái kiến của chú Tèo nè thầy, thầy thấy không? Đây, ở dưới nè. Đây, có cái kiến của chú Tèo đây. Rồi, thời tới rồi, đưa tôi cái búa. Này, banh sát. Ôi, ủa sao không được ta? Ôi, lấy cái búa đạp cái kiến không được là sao? Không phải tại anh cũng không phải tại em. Ấy, thầy, cái này chét lên nè thầy ơi. Rồi, cái kiến nó đổi màu rồi hả? Cái kiến nó đổi thành màu xanh luôn rồi kìa. Ai thầy thấy không? Rồi, hết thấy đường luôn. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ảo thật đấy. Theo cái kinh nghiệm mà cho cô bao nhiêu năm nay á thầy, thì chúng ta đi giáp tất cả các phòng mà thấy cái gì lạ lạ là chúng ta cầm vô là đều liên quan tới cái trò tròn hôm nay á thầy. Rồi. Ê Mai Xuân Đen ơi, ở dưới nhà kho nãy tôi thấy có mấy cục xích mèo á, bạn cầm lên đây tôi điều tra cho. Gì vô lý vậy, cục xích mèo liên quan gì tới vụ này đâu? Thì bạn nói cái gì lạ lạ thì đều có liên quan mà, tôi thấy nó lạ chứ bộ. Hả? Coi cô có giấu cái manh mối gì trong cái nhà tắm này không nha. Không, sao không có gì mà hơi thúi thúi á. Trời, ai lại giấu đồ chỗ đó mấy đứa. Đây nè, bên này nè, mấy đứa thấy vô chứ thầy thấy rồi đó. Này, chính là nó. Chính là nó. Đây, cái chai này chúng ta sẽ pha trộn vô cái chai dầu gội đầu, và sau đó chúng ta sẽ đổ lỗi cho ông Tèo ông làm. Ôi thầy ơi, trời, đây manh mối nè thầy ơi. Trước mặt mà không thấy một cây sơn môi của chú Tèo. Đúng nè, tất cả đều đúng. Đúng. Rồi, manh mối tiếp theo chúng ta là một cây son môi. Trời ơi, không ngờ chú Tèo lại là một người như vậy. Từ, để em lấy cái này. Em lấy cái viên phấn lên cái nữa. Đó. Thật là nhiều bí mật ở trong cái ngôi nhà này luôn á mấy em ơi. Thầy không ngờ một người mạnh mẽ như chú Tèo lại trở thành Super Idol. Em cũng mới vừa có phát hiện mới luôn nè mọi người ơi. Đây. Một cái chai gì nè, cái chai gì màu xanh nè không biết nữa. Cái chai này nhìn thấy quen nè, như gặp ở đâu rồi nè. Giống như trong nhà vi sinh á mọi người. Thôi kệ nó đi. Rồi bây giờ chúng ta đã có 3-4 món luôn rồi nè mấy đứa. Làm gì tiếp theo đây? Dạ thì cứ cầm đi vòng đó thầy. Ai chỉ gì thì mình làm đó thôi. Nè, nó có một cái mục tiêu đó, cô phóng vô nè, mình sẽ sơn nó lên để tăng đam. Ủa, gớt luôn rồi. Sao tối ngày bạn cà khịa game của tôi hoài vậy bạn Mai Xuân Đen? Bạn có biết game của tôi là game gì không? Ê, khuyên khoan, sống dai là quyền thoại. Được. Thầy nghĩ ra rồi mấy đứa ơi. Bây giờ chúng ta sẽ lợi xem màu của cái này. Nó, cái mục tiêu này nó có màu gì. Bây giờ mình lại mình sơn vô cái ghế. Sau khi cô ngồi lên cái ghế thì sẽ có mục tiêu in lên cái đích của cô. Rồi sau khi in lên rồi làm gì nữa thầy ơi? Thầy cũng không biết nữa em ơi. Dạ thầy cứ sơn cái ghế đi rồi tính gì tính. Em đã đặt mấy cái bẫy chuột rồi, thầy cứ yên tâm đi, cô không có xuống đây nhanh được đâu. Và sau khi cô bị dính mấy cái đó thì cô sẽ đổi thừa cho chú Tèo làm nhà sẽ đập ống một trận. Đó, quá đúng luôn thầy, quá hay luôn. Thời khắc quan trọng sắp tới rồi thầy ơi, cô sắp vô rồi. Gì vậy? Rồi, cô dính bẫy chuột đứng hình 1 năm giây rồi. Bây giờ phải vô trong giải cứu cô mới chạy ra ngoài này được. Trời đất ơi, ai mà đặt cái bẫy chuột kỳ vậy không biết nữa. Trời, chắc tôi ký đầu em quá zombie. Em đặt chứ ai, nãy tôi kêu đừng có đặt rồi. Chạy đi rồi, cô chạy rồi kìa, bây giờ chạy đi, lẹ lên, nhanh lên. Trời mừng quá thầy ơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cô rồi. Yeah, vài bước nữa là cô sẽ vào trong này, cô sẽ chuẩn bị. Rồi, đặt bẫy chuột nữa rồi. Để
Được, các em cứ tin thầy. Run. Ok, thầy xin lỗi mấy đứa nha. Trời ơi, lần này leo lên này đảm bảo là không bị lụm đầu như lần trước đâu. Thấy không? Trời ơi, vô nè. Trời ơi, sao cái miếng này nó bị gớt rồi ta? Không biết nữa, gió gì mà lớn dữ vậy? Chuyện gì cũng phải tới tay mình. Lần này mình sẽ phóng đúng. Gió lớn dữ vậy thầy. Để tôi dựng nó lên mới được. Nặng quá trời vậy ta. Ủa, cái gì vậy? Trời ơi, cô giáo Thảo sao bà đứng đó vậy? Coi chừng kìa. Coi chừng. Xin vĩnh biệt cô. Lần này tôi xin cho ông biết tay ông Tèo ơi, tôi không có nhường ông nữa đâu, ông coi đây. Trời ơi, tôi hay quá thầy ơi, thầy là đỉnh nhất luôn, lần này là chú Tèo bầm dập luôn rồi.